Em Minh chào mừng mọi người đến với kênh của xe đạp giá xỉ. Bản XKEP 1 DIT 2024 đã có hàng nhé mọi người nhé. Thì đây là bản Gian XKEP do công ty Gian phân phối. Thì em có hai màu, là năm nay nó ra là màu này là màu trắng, màu trắng tinh đấy mọi người. Rồi màu này thì nó gọi là màu vàng cát. Vàng cát đấy mọi người, vàng cát XKEP 1. Ở trong catalog trên website của nó thì nó ghi chữ tiếng Anh, thì mình cũng không biết nó là màu gì, thì em cứ ghi là cứ đọc nó là màu vàng cát đi. XKEP 1 màu gold đi. Thì hai màu, size thì đợt này có đầy đủ size luôn mọi người. Là size XS, size S và size M luôn. Hai mẫu em quay đây là hai chiếc size M. Thì mọi người cùng tham khảo cấu hình nhé. Giá bán thì chỉ 16 triệu thôi. Giá bán thì là 16 triệu. Giá niêm yết cũng 17 mấy, gần 18 triệu mọi người. Thì em mình bán là 16 triệu. Mọi người cùng xem nhé. Dáng XKEP thì từ trước giờ là vẫn như thế này, không có thay đổi. Không có thay đổi gì. Phủ carbon. XKEP 1 thì là nó là phủ carbon. Khung nhôm là có mới hàn. Đợt này đi là nó đi tem tem xanh. Xanh này là xanh biển đây. Xanh biển. Rồi. Thắng dầu là thắng dầu Techo trước sau. Sử dụng thắng dầu Techo. Tay nắm Gian. Ghi đô bông tăng thì vẫn là Gian, kiểu dáng y xì như những cái bản cũ XKEP trước đây thôi. Đùm Gian. Đùm Gian. Vỏ là vỏ Gian, làm ở công ty Kenda. Rồi vẫn là 700x38 mọi người. Đấy, vẫn là cái vỏ SX2 700x38C. Có một cái sự thay đổi rất là lớn, bởi vì bây giờ toàn bộ là nó đời mới, sau này nó sẽ đi là mang cái tên là Shimano QS nha mọi người nhé. Đợt trước em đã quay chiếc RAM 1 rồi, em thấy lần đầu tiên nó về là nó ra QS thì em đã quay cho mọi người xem rồi. Thì em cũng đã nói là sau này trở đi nó sẽ lắp toàn bộ là QS hết, chứ không còn có Shimano Alivio hay là Antut hay là Acera gì nữa rồi mọi người. Toàn bộ là QS hết. Giò dĩa là đời mới là Shimano QS này mọi người này. Nó cũng là từ là công ty Shimano thôi, nhưng mà nó là dòng sản phẩm mới, dòng sản phẩm khác. Này là được cái là cả là trục rỗng luôn. Trục rỗng nữa mọi người. Mọi người nhìn trục rỗng thì mọi người nhìn vào đây này. Nhìn vào đây này là biết là trục rỗng này. Đấy. Nó có cái vòng tròn này, bánh răng này là trục rỗng này. Hoặc là đưa tay vào đây thì là nó rỗng này. Đấy thì là trục rỗng. Xin. Sên con này là lắp lắp sên Shimano luôn mọi người. Sên là VIA Japan Shimano CNL G500. Được sên Shimano luôn. Cùi đề lip QS, Shimano QS. Trông rất đẹp và trông hầm hố chắc chắn mọi người. Thì là lip của nó là đương nhiên là nó phải là lip Shimano rồi. Lip Shimano. Và cái clip này là clip của đời mới QS này. Cái công nghệ Link Line, mọi người lên trên mạng mọi người tham khảo công nghệ Link Line về QS mới nhé. Trước khi mọi người mua, mọi người nghiên cứu về cái dòng úp QS mới này, clip thả của Shimano. Đùm của nó là đùm là đùm Gian rồi. Đấy. Cối nó sẽ hơi kêu nhỏ nhỏ như này. Tạch 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 như này. Đấy. Vậy thì nó được này, rất là nhiều món Shimano nha mọi người nhé. Trang bị cực kỳ nhiều món Shimano. Lip này, thả này, sên này, cùi đè lip này, gạt đĩa này, giò dĩa này. 2, 3, 4 rồi, 5 này. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi tay đè của nó nhé. Tay đè của nó là Shimano QS 9 lip. 9 lip. Mọi người nhìn Shimano QS này, cấu hình rất cao, 9 lip. 9 lip này. Đó. 9 lip. Mẫu mã mới.
rồi hai đĩa, nó đi là đi hai đĩa. Đấy. Giá bán thì em Minh bán thì chỉ có 16 triệu. Giá hiện tại đang rất là tốt, em được công ty người ta ưu đãi chiết khấu tốt, em chiết khấu lại cho mọi người giá cũng rất là tốt. Bàn đạp thì trước giờ dàn vẫn như này, bình thường, không có gì thay đổi cả mọi người. Màu trắng đây. Em có size XS thì mấy chị em thấp thấp đi cũng được, rồi size S, size M. Em có cả hai màu và ba size luôn, đầy đủ cho mọi người mua hàng. 1 2 3 4 5 6 món Shimano thắng dầu Techo và đi trục rỗng như mọi người nhé, cấu hình cực kỳ cao, cực kỳ ổn định. Màu sắc thì tùy mọi người lựa chọn xem là mọi người thích màu trắng hay là màu vàng cát kiểu này. Vàng cát kiểu này. Em thấy màu nào cũng đẹp. Màu nào cũng đẹp mọi người ạ. Đấy. Phủ carbon. Rồi vỏ thì 700 x 38C. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với số của em qua số là 070 619 8999, hoặc là ghé trực tiếp 98/11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh em nhé. Ai mọi người nhé. Cái cấu hình này rất là tốt mọi người, giá bán cực kỳ tốt. Bản mới nhất XF 1DIT 2024 do công ty Gian Quốc tế Gian Vòng Xanh phân phối. Rồi em cảm ơn mọi người.